xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh đồ câu Nhật Bản Huấn Fishing. Thì nay show bên em tiếp tục lên cho mọi người về những cái dòng sản phẩm đồ câu, máy câu chất lượng đến từ Nhật Bản. Và kênh của bên em thì sẽ chỉ chuyên về cho mọi người, đó sẽ là hai dòng sản phẩm, đó sẽ là sản phẩm của nhà Shimano và sản phẩm của nhà Daiwa. Và nếu như mọi người đang có nhu cầu mua hàng hay đặt hàng thì mọi người hãy nhắn tin và liên hệ trực tiếp qua số Zalo để bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho mọi người. Và trong video ngày hôm nay thì bên em còn về được cho mọi người, đó sẽ là những dòng dù của Satiga mọi người nhé. Có từ size 2.5 cho tới size 6.0. Và còn về được cho mọi người đó sẽ là những cái máy size lớn ở trong cái phân khúc giá rẻ. Và kênh của bên em thì sẽ có sẵn cho mọi người, đó sẽ là những dòng sản phẩm máy mới, máy lưu đập hộp 100% ở phần đằng sau, đang có mức giá sale khá là tốt. Và ngoài ra còn có sẵn cho mọi người, đó sẽ là những cái dòng máy đã qua sử dụng mà bên em cũng đã tuyển chọn đây để gửi tới cho mọi người, những cái dòng sản phẩm máy đã qua sử dụng chất lượng cao nhất và cũng đã kiểm tra kỹ càng để gửi tới cho mọi người rồi. Và toàn bộ sản phẩm của bên em thì đều đã được vận chuyển từ bên Nhật Bản về tới kho Việt Nam cho mọi người rồi, nên là cái thời gian giao hàng cho mọi người chỉ dao động vào khoảng từ 3 đến 5 hôm tùy vào từng tỉnh thành. Và giá em báo ở trên video thì là chưa bao gồm phí ship, và phí ship ở đây thì sẽ là phí ship nội địa Việt Nam. Và phí ship này thì sẽ dao động vào khoảng từ 30.000 đồng cho tới 60.000 đồng tùy vào giá trị đơn hàng mọi người nhé. Và bên em thì sẽ ship code toàn quốc và sẽ ship COD 100%, mọi người không cần phải cọc trước. Mọi người được quyền nhận hàng này, kiểm tra hàng và thanh toán ngay tại thời điểm nhận hàng với shipper. Và nếu như mọi người đang xem video thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất để săn những cái dòng sản phẩm có mức giá tốt nhất của bên em gửi tới cho mọi người. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết những cái món hàng mà đang có mặt trong video ngày hôm nay để gửi tới cho mọi người nhé. Ok, thì đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó sẽ là về những cái dòng dù của Satiga. Và những cái dòng sản phẩm dù này thì bên em về được cho mọi người số lượng có hạn thôi, và cái mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 730.000 đồng cho một cuộn 300m mọi người nhé. Và bên em đang có sẵn size cho mọi người, đó sẽ là size 2.5 này, size 2 chấm này, và size 3 chấm, cũng như là size số 4 và size số 5, cũng như là size số 6 mọi người nhé. À, số lượng có hạn thôi, thì mọi người quan tâm đến những cái size nào thì mọi người có thể nhắn tin và liên hệ trực tiếp qua cho bên em để bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho mọi người. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó sẽ là về size số 2 này. Thì size này thì sẽ phù hợp cho mọi người chuyên để câu lua, câu nheo nhé. Size số 2 này thì sẽ tải cá lên tới là 16kg và một cuộn nó sẽ là cuộn 300m. Và size 2.5 thì sẽ là 19kg. Và size số 3 thì sẽ là 22kg nhé. Để nó cuộn 300m. Tiếp theo nó sẽ là về 3 size lớn. Đó sẽ là size số 4 này. Size số 4 thì sẽ là 24kg. Size số 5 thì sẽ tải cá lên tới là 30kg. Và size số 6 thì sẽ là 36kg. Toàn bộ sản phẩm của bên em đều là sản phẩm hàng xách tay mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn rõ được cái build như thế này thì mọi người có thể biết được. Và tiếp theo đó sẽ là về cuộn dù bên trong. Cuộn dù bên trong thì em sẽ review cho mọi người, đó sẽ là BE số 4 nhé. Thì trong cái dòng dù Satiga này thì sẽ chuyên cho mọi người, đó sẽ là về câu biển cũng như là đánh những cái thể loại rigging. Một cuộn Satiga thì nó sẽ đóng gói như này thôi, và nó sẽ không có dán siêu mọi người nhé. Sẽ không có dán siêu đặc biệt của Satiga. Sự dù này thì sẽ chuyên cho mọi người câu biển cũng như là câu lua lóc, câu nheo đều được. Trong cái phân khúc tầm giá khá là mềm, chỉ có 730.000 cho một cuộn Satiga, dòng dù của Nhật Bản sản xuất mọi người nhé. Và nếu như mọi người quan tâm đến những cái dòng size nào thì mọi người có thể eBay trực tiếp qua cho bên em. Và số lượng thì có hạn thôi, chỉ có 1 đến 2 cuộn lẻ size thôi. Đấy, thì mọi người có thể đặt hàng nhanh ở phần Zalo mọi người nhé. Và tiếp theo sau đây thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái dòng sản phẩm máy câu ở phần đằng sau cho mọi người nhé. Thì đầu video thì bên em sẽ gửi tới cho mọi người, đó sẽ là 3 mẫu sản phẩm máy mới trong phân khúc giá rẻ của nhà Daiwa và nhà Shimano mọi người nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là dòng sản phẩm Daiwa Rigang 3000H kèm sẵn BE cho mọi người rồi. Và dòng sản phẩm này thì đang có mức giá sale chỉ có 1 triệu đồng thôi. Trong cái phân khúc này thì đã được kèm sẵn BE, nên là mọi người mua về có thể công âm, năng C, công lua, công nheo đều được luôn. Và trong cái dòng sản phẩm này thì sẽ bao gồm những gì cho mọi người? Và dòng sản phẩm này thì sẽ có túi đựng máy này, túi bóng đựng máy này, và sổ sách và long đền cho mọi người nhé. Và dòng này thì đã được kèm sẵn cho mọi người, đó sẽ là BE 1.5 và đã vào sẵn cho mọi người, đó sẽ là 200m. Và thông số của mẫu này thì sẽ là tua là 5.3, thu dây là 80cm trên một vòng, trọng lượng của máy thì sẽ là 275g, chạy lên tới là 5 bạc đạn mọi người nhé. Đấy, một con số bạc đạn khá là nhiều trong cái phân khúc thật chỉ có 1 triệu đồng thôi của nhà Daiwa. Và đây thì sẽ là ngoại hình của máy này. Máy thì sẽ là máy mới 100% mọi người nhé. Và giá sale chỉ có 1 triệu đồng thôi. Đấy, một cái mức giá khá là mềm để gửi tới cho mọi người. Và dòng sản phẩm Daiwa này thì sẽ là Daiwa Việt Nam sản xuất và xuất thị trường Nhật cho mọi người. Form dáng này,
chốt chặn đều đầy đủ đây. À, dù này thì sẽ là dù X8 mọi người nhá, nên là cái sợi dù cực kỳ mịn luôn, nên là mọi người có thể vừa câu lua câu nheo đều được nhá. Đây trên đằng sau máy cũng đã ghi sẵn cho mọi người này, ba size 3000 là 1.5 nhá, 200m, một mẫu máy của nhà Daiwa sản xuất. Sản phẩm máy mới thì hoạt động của máy cực kỳ là mượt mà luôn, size 3000 và đang có mức giá sale chỉ có 1 triệu đồng thôi mọi người nhá, 1 triệu đồng cho một con máy Daiwa Rigang 3000H. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người, đó sẽ là cái dòng sản phẩm size lớn mà trong cái phân khúc giá mềm của nhà Shimano, đó sẽ là một con hàng Shimano Lesave size 6000. Mẫu này thì bên mình về được cho mọi người số lượng có hạn nhé, chỉ có 1 đến 2 máy thôi. Mẫu này thì sẽ có size 6000 và size 8000. Hiện tại mình đang cầm trên tay cho mọi người, nó sẽ là size 6000 thì đang có mức giá chỉ có 1.250.000 đồng cho một con máy size 6000 máy mới nhé, đập hộp 100%. Và mẫu này thì sẽ bao gồm những gì mình cũng sẽ review luôn cho mọi người. Mẫu này thì mọi người vừa có thể câu lục này, câu ngâm, lăng xê hoặc câu biển đều được nhé. Theo công bố của hãng thì mẫu này đều có thể chơi được cả nước mặn. Trong hộp Lexavia thì sẽ bao gồm cho mọi người một cái tờ giấy trắng này, cũng như là sổ sách của dòng Lexavia. Và mẫu này thì sẽ có những cái thông số như thế nào mình cũng sẽ review luôn cho mọi người. Theo công bố của hãng thì đây là một cái mẫu máy mà trong cái phân khúc của dưới 2 triệu đồng, mọi người có thể câu biển này và câu nước mặn đều được. Mẫu này thì sẽ là có thông số là ratio 4.9, tải cá là 8kg nhé, trên 8kg, và trọng lượng của máy là 595g, chạy lên tới là 4 bậc đạn và thu dây là 91cm trên một vòng. Và cước số 6 thì sẽ vào được 150m mọi người nhé. Đấy, máy đập hộp mà giá thì khá là mềm luôn, chỉ có 1.250.000 đồng cho size 6000 nhé. Và về form dáng của Lexavia này, đây thì sẽ là form dáng của Lexavia mọi người nhé. Đấy, khá là đẹp luôn, và cái form máy khá là to, size 6000, nên sẽ thích hợp cho mọi người đánh những cái thể loại tốt hơn. Mẫu này thì sẽ là của Malaysia sản xuất nhé, và xuất thị trường Nhật cho mọi người. Lexavia giờ rác của máy này, máy mới thì ngoại hình của máy thì sẽ là đẹp kem 100% cho mọi người nhé. Giá chỉ có 1.250.000 đồng cho size 6000. Hoạt động của máy này, hoạt động của máy mới thì rất chi là êm và mượt mà cho mọi người rồi. Và tiếp theo nữa đó sẽ là size 8000, mình cũng sẽ lên luôn cho mọi người. Ở đây là sẽ là những cái mẫu máy ở trong cái phân khúc giá tầm trung và phân khúc giá rẻ của hai hãng, thì bên mình sẽ lên luôn đầu video cho mọi người. Mẫu này thì sẽ là size 8000 của Lexavia, size 8000 thì sẽ có mức giá là 1.300.000 đồng mọi người nhé. Chênh với size 5000 khoảng 50.000 thôi. Đấy, size 8000 thì nó sẽ vào được nhiều dây hơn, cũng như là bên trong phụ kiện thì nó sẽ y hệt như size 6000 thôi. Và về cái thông số thì khả năng là sẽ nhìn hơn một xíu. Mẫu này thì sẽ là tua là 4.9, tải cá thì sẽ là trên 8kg và trọng lượng của máy là 580g, chạy lên tới là 4 bậc đạn và thu dây là 92cm trên một vòng. Và cước số 8 thì sẽ vào là 150m mọi người nhé. Và giá thì sẽ là 1.300.000 đồng cho size 8000. Rất đẹp luôn, trong cái tầm giá chỉ hơn 1 triệu đồng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp cho mọi người. Vừa câu lục này, vừa câu lăng ngâm, lăng xê, câu biển đều được nhé. Hoạt động này, hoạt động của máy mới thì rất chi là mượt mà và êm ái cho mọi người rồi. Đấy, cực kỳ êm luôn cho một cái dòng sản phẩm Lexavia. Và mọi người ưng cái dòng sản phẩm nào, size 6000 hay size 8000, thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua cho bên mình nhé. Và mọi người đang xem video thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất, để săn những cái món hàng có mức giá tốt nhất của bên mình. Và sau đây mình tốt nhất của bên mình. Tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu mọi người về những dòng sản phẩm máy đã qua sử dụng, cũng như là những dòng sản phẩm hàng lướt mọi người nhé. Thì đầu tiên thì sẽ giới thiệu mọi người, đó sẽ là một con máy Daiwa Legend LT3000CH, giá chỉ có 700k thôi. Mẫu này thì sẽ là size 3000, một trong những cái tầm size mà chuyên để cho mọi người câu lua lóc. Và mẫu này thì đang có mức giá chỉ có 700k. Và nếu như mọi người ưng cái dòng sản phẩm nào thì mọi người có thể chụp hình ảnh màn hình, mọi người gửi qua số Zalo giúp em nhé, để bên em check xem là những cái mẫu đó còn không, và bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho mọi người. Mẫu này thì sẽ là của Daiwa sản xuất, và mẫu này thì sẽ là của Việt Nam sản xuất và xuất thị trường Nhật cho mọi người. Và dòng này thì đang có mức giá chỉ có 700k thôi. Về tổng quan ngoại hình của máy này, thì trên video mọi người xem như thế nào, rồi lúc các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đều như vậy mọi người nhé, nên là mọi người xem video kỹ giúp em. Về phần rotor của máy thì còn khá là đẹp luôn, sáng bóng này. Phần mái bên này thì cũng thế mọi người nhé, bên này cũng vậy, còn khá là sáng. Mẫu này thì sẽ có những cái điểm xước nhẹ lông mèo, những phần mạ bạc này, những điểm lông mèo nhẹ, phần mạ bạc một xíu này.
nan cước sáng này, gần con nan này có một vài hai điểm lông mèo nhẹ một xíu thôi. Đây, phần tay quay có một điểm xước nhẹ này. Thì những dòng sản phẩm đã qua sử dụng rồi thì sẽ không thể tránh được những cái vết xước mọi người nhé. Tuy nhiên cái chất lượng máy thì vẫn còn cực kỳ ngon. Ở phần sau này cũng có một vài hai điểm xước này. Đấy. Và size 3000 CXH ở đây thì nó sẽ là ratio 6.2 mọi người nhé. Và dòng này thì sẽ tải cá nó sẽ là 10 kg. Đấy, tải cá khá là khỏe luôn. LT thì trọng lượng máy cũng khá là nhẹ, chỉ khoảng 230g đến 240g thôi. Đấy, hoạt động của máy thì bao êm mượt cho mọi người, rất êm luôn. Và bên em ship code toàn quốc nhé, mọi người được quyền nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và mẫu này thì sẽ là Daiwa Nansen LT 3000. Và mẫu này thì sẽ là 700k mọi người nhé. Giá thì sẽ chưa bao gồm phí ship. Phí ship thì sẽ dao động khoảng từ 30.000 cho tới 60.000 đồng tùy vào giá trị đơn hàng. Tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người đó sẽ là những cái dòng sản phẩm của Nhật Bản. Đây thì bên mình cũng có về được cho mọi người, đó sẽ là một cái dòng sản phẩm Simulo Biomaster LS1000 nhé. Mẫu này sẽ là cuối lông máy đuôi chuột. Đây, máy cuối lông đuôi chuột này, mẫu này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất này, Min Japan. Sản phẩm này thì còn khá là ít ở trên thị trường rồi, size 1000, một trong những size khá là hiếm luôn. Mẫu này thì mọi người sẽ tùy chỉnh drag ở phần đằng sau nhé, tùy chỉnh drag nặng nhẹ ở phần đằng sau. Drag của máy khá là hay luôn. Đấy, mọi người sẽ tùy chỉnh drag sau, sẽ có hai lớp nhé, một lớp tùy chỉnh vặn, một lớp sẽ vặn kịch kim này và hết cỡ này, sẽ có hai lớp như này. Sản phẩm thì sẽ là của Nhật Bản, dòng Biomaster. Và về ngoại hình của mẫu này thì sẽ còn tương đối là đẹp. Mẫu này thì cũng mới về thôi, nên là bên mình cũng chưa lau qua một xíu mọi người nhé. Sẽ có một và hai điểm bụi này một xíu thôi. Tổng quan ngoại hình này, size này thì sẽ phù hợp cho mọi người, nó sẽ là câu tôm nhé, câu tôm hay là câu mực đều được. Ngoại hình này còn tương đối là đẹp luôn. Biomaster 1000 L cuối lông. Những cái phần mạ bạc này thì sẽ có một cái điểm nhẹ lông mèo một xíu này. Đấy, sẽ có những điểm xước nhẹ lông mèo một xíu này. Chấm khá là nhẹ thôi. Nan cước sáng này. Tay quay còn khá là đẹp mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ đánh được với cái dây nylon, nó sẽ là nylon số 2 này và được 180, nylon số 2.5 và được 140 nhé. Đánh những với những cái dây nylon size nhỏ thì mọi người có thể vừa câu tôm câu mực đều được. Hoạt động của máy thì rất mượt luôn. Size 1000. Cối sẽ là cối lông, máy sẽ là máy đuôi chuột nhé. Sản phẩm của Nhật Bản sản xuất, Biomaster LS1000. Rất mượt mà với máy để gửi tới cho mọi người. Sản phẩm của Japan sản xuất, Nhật Bản. Và mẫu này thì đang có mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người. Giá chỉ có 1.300.000 đồng cho một con Biomaster 1000L mọi người nhé. Mẫu này thì sẽ có một cái điểm xước nhẹ trên phần chân máy thôi. Cái điểm này thì sẽ là điểm xước mọi người nhé. Điểm xước không ảnh hưởng quá là nhiều đâu, nên là mọi người lắp vào bát cần rồi thì nó sẽ che hết đi thôi. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người đó sẽ là dòng sản phẩm cho mọi người chuyên để đi câu lùa cảm giác này, cũng như là câu chẽm này. Một trong những dòng sản phẩm mà cũng khá là lâu rồi bên mình chưa về lại được cho mọi người, đó sẽ là Daiwa Karida trắng nhé. Mẫu này thì sẽ là tay quay đôi, nên là chuyên để phù hợp cho mọi người, đó sẽ là câu những cái thể loại UL này. Và màu này thì còn khá là đẹp và đồ đắc của mẫu này khá là đanh luôn. Đồ đắc của máy này. Size 2506 này thì nó sẽ tương đương với tầm size nó sẽ là tầm size 2500m của nhà Simolo mọi người nhé. Và mẫu này thì sẽ đánh từ BE 0.8 và được 140m, BE số 1 thì mọi người sẽ vào được 120m và BE 1.5 thì mọi người sẽ vào được 90m nhé. Để chuyên để cho mọi người câu lùa hồ dịch vụ và câu lùa suối. Mẫu này thì sẽ là của Thái Lan sản xuất này, Canada, Mỹ, Thái Lan nhé. Tay quay sẽ trang bị cho mọi người sẽ là tay quay đôi, có thể gập được nhé, có thể gập được. Mẫu này thì nó sẽ tương tự như con Daiwa Kit thôi, nhưng mà sẽ cao cấp hơn Daiwa Kit một xíu nhé, cao cấp hơn Daiwa Kit. Về tổng quan ngoại hình của máy thì còn tương đối là ok và đẹp cho mọi người. Ngoại hình này, sáng bóng này, lăn cước sáng keng này. Đấy, phần má này thì có một cái điểm lông mèo nhẹ một xíu nhé, một cái điểm lông mèo khá là nhẹ thôi. Tuy nhiên là màu sắc này còn tương đối là đẹp cho mọi người. Lô to này. Cái này có một cái điểm nhẹ một xíu thôi. Đấy, trên video mọi người xem như nào, lúc các bác nhận hàng kiểm tra hàng đều như vậy này. Phần má còn sáng keng luôn này. Phần đằng sau của máy này. Phần đằng sau của máy thì sẽ có những cái điểm lông mèo nhẹ li ti một xíu mọi người nhé. Những điểm nhẹ lông mèo li ti một xíu thôi. Vì cái mẫu này nó sẽ là mẫu màu trắng nên là không thể tránh khỏi được. Được cái là được, mẫu này khá là hay. Tay quay thì sẽ được trang bị tay quay đôi nhé. Và hoạt động thì siêu mượt luôn. Rất mượt mà và êm ái. Nói chung là các bác nào đã sử dụng Daiwa Kit rồi thì sẽ không lạ những dòng này. Dòng này nó sẽ cao cấp hơn Daiwa Kit nhé.
rất mượt mà và êm ái luôn. Daiwa Carida 2506 Made in Thái Lan sản xuất. Những cái dòng sản phẩm này thì còn cực kỳ là ít ở trên thị trường rồi và đang có mức giá khá là tốt ở bên mình gửi tới cho mọi người. Mẫu này thì sẽ chỉ có 1.500.000 đồng cho một con máy Daiwa Carida 2506 nhé, tay quay đôi, Carida màu trắng, rất xinh, là mượt mà và êm ái. Thì mọi người ưng dòng sản phẩm nào thì mọi người có thể nhắn tin và liên hệ trực tiếp qua cho bên mình. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người đó sẽ là những cái dòng sản phẩm của Nhật Bản, đó sẽ là tem Daiwa. Nếu như bác nào đang cần một con máy lồi đồng cối đá thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp cho mọi người. Đó sẽ là dòng Simolo, dòng Daiwa, tem Daiwa 4000 HIA. Sản phẩm này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất nhé, Made in Japan. Và dòng sản phẩm này thì sẽ phù hợp cho mọi người, đó sẽ là câu ngâm, lăng xê, câu giàn khoan đều được. Vì cái dòng sản phẩm này tải cá khá là khỏe luôn, tải cá lên tới là trên 15kg nhé. Một cái con máy tải cá cực kỳ khỏe luôn. Và 4000 HIA này thì nó sẽ tương đương với cái tầm size là tầm size 6000 của nhà Shimano. Và mẫu này thì sẽ là BE số 3 và được 250m và BE số 4 thì sẽ vào được 180m. Là tổng quan về ngoại hình của máy này. Tổng quan về ngoại hình của máy thì sẽ có một vài hai điểm xước sát mọi người nhé. Và một chút điểm bóc sơn nhẹ một xíu thôi. Đấy, đây sẽ có một vài hai điểm xước sát nhẹ một xíu này. Đây có một cái điểm lỗ sơn hơi nhẹ một xíu thôi. Nói chung là những cái dòng sản phẩm đã qua sử dụng rồi thì sẽ không thể tránh khỏi được những vết xước mọi người nhé. Tuy nhiên là hoạt động máy thì chất lượng còn cực kỳ ngon. Tay quay này. Tay quay này thì đã được độ lên núm khác mọi người nhé. Đã được độ lên núm khác rồi. Phần đằng sau của máy này cũng có một vài hai điểm xước sát chấm nhẹ một xíu thôi. Chân máy thì còn khá là đẹp. Dòng tem đây qua 4000 HIA. Phù hợp cho mọi người chuyên để công âm lăng xê. Và đây thì sẽ là cái phần cốt của dòng tem Daiwa mọi người nhé. Đấy, mẫu này thì sẽ tải cá khá là khỏe nên là phù hợp cho mọi người câu những cái thể loại ngâm lăng xê đều được, hoặc mọi người có thể đánh lục đầu cần đều ok mọi người nhé. Mẫu này thì bên em đang có mức giá thanh lý cho mọi người chỉ có 1.800.000 đồng cho một con tem Daiwa 4000 HIA sản phẩm của Nhật Bản nhé. Và hoạt động thì bao êm mượt cho mọi người, cực kỳ êm luôn. Bên em thì sẽ chỉ chuyên cho mọi người về những cái dòng sản phẩm chất lượng cao thôi. Đấy, nói chung là chỉ tiền nào thì của đấy thôi. Chốt chạm thì ok cho mọi người này. Rất mượt mà và êm ái. Ok, mẫu này thì đang có mức giá thanh lý cho mọi người chỉ có 1.800.000 đồng cho một con máy tem Daiwa 4000 HIA mọi người nhé. Và tiếp theo nữa giới thiệu cho mọi người đó sẽ là một con máy Ben. Sản phẩm tiếp theo giới thiệu mọi người đó sẽ là dòng máy Ben 8500SS mà bên em cũng đã mới về được cho mọi người. Mẫu này thì sẽ là của Mỹ sản xuất mọi người nhé, và dành riêng cho thị trường Nhật cái dòng máy Ben này. Mẫu này thì sẽ có cả cối Sequoia đi kèm. Mẫu này thì cũng mới về thôi mà em cũng chưa bóc được những cái phần gọi là băng keo người ta dính ở trên này. Thì nếu như mọi người chốt hàng thì bên em sẽ bóc qua những cái vòng này, phần này cho mọi người nhé. Cối em cầm trên tay này nó sẽ là cối 8500SS. Đấy. Và cối còn khá là đẹp luôn. Đây chỉ là những cái phần mà băng keo người ta dán dây thôi. Đấy, cối còn khá là đẹp luôn mọi người nhé. Và đang có mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người. Một con máy Ben 8500SS 2 lô. Dòng máy của Mỹ sản xuất nhé. Dòng này thì chuyên cho mọi người. Đó sẽ là đi câu giàn khoan, câu ngâm, lăng xê và câu cá tra. Tổng quan ngoại hình của máy thì sẽ còn tương đối là đẹp và ok cho mọi người. Đây cũng như mọi người đang nhìn thấy đây, đây nó chỉ là cái vết của là cái vết băng keo người ta dán thôi nhé. Băng vết này thì bên em sẽ lau đi một phát là sẽ hết thôi. Cối còn cực kỳ đẹp luôn này. Đấy. Trên video như xem mọi người xem như thế nào thì ở ngoài mọi người nhận hàng kiểm tra hàng đều như vậy nhé, nên là mọi người xem video kỹ giúp em. Đấy. Phần trên của máy này còn tương đối là đẹp và ok cho mọi người. Và sau đây em sẽ đi qua một phần về ngoại hình của máy này. Dòng này thì sẽ là dòng máy phun kim loại hoàn toàn nhé, phun kim loại hoàn toàn nên là sẽ dùng siêu bền. Phần má bên này còn cực kỳ đẹp luôn này, má ru to bên này còn khá là sáng và đẹp lẽ cho mọi người, nan cước sáng keng nhé. Ở trên cái phần nan cước này có một cái điểm gọi là xước hơi nhẹ một xíu thôi, điểm xước hơi nhẹ. Đấy, khá là nhẹ. Về phần tay quay này còn tương đối là đẹp cho mọi người, sáng bóng này. Tay quay thì sẽ là tay quay siết cốt nhé, và sẽ đổi tay quay trái phải bình thường. Ở phần đằng sau máy này thì sẽ có những cái điểm xước, những cái điểm xước này thì trong cái quá trình vận chuyển thôi mọi người nhé. Xước khá là nhẹ thôi, tuy nhiên đây nó vẫn là một con máy đẹp mọi người nhé. Đấy, xước khá là nhẹ rồi, những cái điểm xước li ti nhỏ một xíu. Size 8500SS thì nó sẽ tương đương với cái tầm size là tầm size khoảng tầm size 20.000 nhé, 18-20.000, một cái tầm size khá là tốt. Phần má bên này, phần má bên này thì còn khá là đẹp và sáng keng luôn này. Chân máy này cực kỳ đẹp luôn, Ben 8500SS mọi người nhé.
đấy, nó sẽ chỉ có một vài hai điểm xước nhẹ chấm li ti nhỏ góc này thôi. Và đang có mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 2.500.000 đồng cho một con máy Ben 8500 ms, máy 2 lô mọi người nhé, dòng sản phẩm máy 2 lô Make in USA. Hoạt động của máy này rất là mượt mà và êm ái cho mọi người. Dòng sản phẩm này chuyên cho mọi người, nó sẽ là câu dàn khoan nhé, là cống âm năng C. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 2.500.000 đồng cho một con máy Ben 8500, máy 2 lô mọi người nhé. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người đó sẽ là những dòng sản phẩm hàng siêu lướt với cái mức giá khá là đẹp và những dòng sản phẩm phân khúc tầm trung đổ lên tầm cao nhé. Đầu tiên nó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Lassi C5000XG phiên bản 2021. Dòng sản phẩm này thì sẽ là một trong những dòng sản phẩm hàng siêu lướt. Mẫu này thì không khác gì một con máy mới cả. Mẫu này thì khách mới xuống nước có 3 lần thôi. Và đang có mức giá thành lý cho mọi người chỉ có 1.750.000 đồng cho một con hàng siêu lướt nhé. Mẫu này thì khi mọi người mua mẫu này thì không khác gì một con máy mới cả, vì người ta mới xuống nước có 3 lần thôi, nên là ngoại hình của máy không có gì để mà bàn quá là nhiều. Và cái thứ hai là về hộp thì đầy đủ hết phụ kiện cho mọi người nhé, không thiếu một cái gì cả. Và cái tầm tiền mọi người có thể bỏ ra được nó sẽ mềm hơn, chỉ có 1.750.000 đồng cho một con Lassi hàng lướt còn như mới luôn. Và mẫu này thì sẽ bao gồm những cái thông số như thế nào? Mẫu này thì sẽ bao gồm cho mọi người đó sẽ là ratio 6.2, tải cá là trên 11 kg, trọng lượng của máy là 305 g, chạy lên tới là 6 bắc đạn và thu dây là 105 cm trên một vòng, một con số thu dây khá là tốt để gửi tới cho mọi người. Và đây là một trong những dòng sản phẩm mà có độ kháng mặn khá là tốt luôn trong cái phân khúc tầm giá 2.000.000 đồng. Mẫu này thì sẽ được trang bị cho mọi người sẽ là trang bị tay quay siết cốt nhé, và đổi tay quay trái phải bình thường. Nói chung là máy mới xuống nước 3 lần thì sẽ không có một cái điểm gì để mà nói quá là nhiều trên một con máy này rồi. Mọi người có thể xem qua, nó y hệt như một con máy mới thôi. Lassi C5000XG và cái mức giá mọi người có thể trải nghiệm được với mức giá cực kỳ rẻ nhé, chỉ có 1.750.000 đồng cho một con máy hàng siêu lướt. Rất đẹp luôn, tay quay siết cốt, kháng mặn thì cực kỳ tốt cho cái dòng Lassi này rồi. Một cái mẫu máy quốc dân, mẫu Lassi này thì sẽ là của Malaysia sản xuất mọi người nhé. Và hoạt động của máy này, hoạt động của máy thì như máy mới mọi người nhé, rất mượt mà, êm ái, nhẹ nhàng, hàng siêu lướt, không khác gì một con máy mới luôn. Đấy, siêu sủng thì người ta cũng đã dán lại cho mọi người rồi. Đấy, nói chung là cái dòng cái giấy dán siêu này nó chỉ dán được một lần thôi mọi người nhé. Đấy, mọi người dán lần thứ hai là nó sẽ như này. Đấy, sẽ nhìn rõ luôn. Và mẫu này thì đang có mức giá chỉ có 1.750.000 đồng để gửi tới cho mọi người thôi. Một cái mức giá cực kỳ mềm của bên em thôi. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người một trong những dòng sản phẩm hàng trưng bày chưa sử dụng nhé. Hàng này thì sẽ là hàng sưu tầm chưa sử dụng. Đó sẽ là Daiwa Bradia 3500. Một con hàng sưu tầm chưa sử dụng. Ngoại hình thì không có gì để mà bàn quá là nhiều trong một con hàng sưu tầm rồi. Hàng sưu tầm thì nó sẽ chưa sử dụng, nó sẽ là đẹp luôn, đẹp keng như một con máy mới luôn. Và hàng chưa sử dụng, chưa xuống nước. Mẫu này thì sẽ bao gồm những cái phụ kiện gì bên trong con Bradia này? Tất nhiên rồi, một con hàng sưu tầm thì nó sẽ là như máy mới luôn mọi người nhé. Đầy đủ hết phụ kiện từ sổ sách này, túi này cho đến những cả cái lồng đèn này, đầy đủ hết phụ kiện cho mọi người, không thiếu một cái gì cả. Và tiếp theo nữa, con dòng Daiwa Bradia này là một trong những cái dòng mà của Nhật Bản sản xuất và chỉ sản xuất duy nhất một phiên bản này thôi, nó sẽ không có phiên bản thứ hai mọi người nhé. Chỉ duy nhất Daiwa Bradia là 3500. Nó chỉ có những cái size từ size 2500 này, size 2-3000 này. Và mẫu này thì sẽ có cái thông số để gửi tới cho mọi người. Đó sẽ là ratio 4.8. Trọng lượng của máy là 375 g. Tải cá lên tới là 8 kg. BE 2.5 thì sẽ vào được 250 m. Và BE số 3 thì sẽ vào được 200 m. Và chạy lên tới là 8 bắc đạn mọi người nhé. Và thu dây lên tới là 82 cm trên một vòng. Và dòng sản phẩm này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất, Make in Japan. Mẫu này thì nó sẽ ngang tầm với Daiwa Cetet và ngang tầm với Daiwa Kickcutter. Và ngoại hình của máy thì một con hàng sưu tầm thì không có gì để mà bàn quá là nhiều rồi, chưa sử dụng mọi người nhé. Đó sẽ là hàng sưu tầm, rất đẹp luôn. Và giá bên em gửi tới cho mọi người cũng là một trong những tầm giá rất đẹp luôn. Giá chỉ có 3.500.000 đồng trong con máy Daiwa Bradia 3500. Và cái size thực tế của mẫu này nó sẽ tương đương với tầm size của khoảng tầm size 5000 Mỹ ra bàn. Mẫu máy cực đẹp. Bradia
3.500 mọi người nhé. Hàng Made in Japan. Và hoạt động của một con hàng sưu tầm như thế này thì tất nhiên rồi, rất mượt mà, rất êm, cực kỳ êm luôn. Đây qua Bradia 3.500, một con hàng sưu tầm mọi người nhé. Mẫu này nó chỉ sản xuất duy nhất một phiên bản thôi, duy nhất một phiên bản, và nó sẽ có những cái size từ size 2.000 cho tới size 3.500 và đến size 4.000. Nó y hệt như dòng Daiwa CTS cũng như là y hệt như dòng Daiwa Kit Cutter mọi người nhé. Và mẫu này thì sẽ là của Nhật Bản sản xuất và hàng sưu tầm chưa sử dụng như thế này. Bên em đang có mức giá gửi tới cho mọi người chỉ có 3.500.000 đồng cho một con Bradia 3.500 thôi. Và nếu như mọi người ưng cái dòng sản phẩm nào thì mọi người có thể nhắn tin và liên hệ trực tiếp qua cho bên em để bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho mọi người. Và mọi người đang xem video thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người nhé. Và tiếp theo nữa, một trong những cái siêu phẩm trong cái video ngày hôm nay của những cái dòng sản phẩm máy đã qua sử dụng, đó sẽ là dòng sản phẩm Simolo Stella 4000MHG phiên bản 2018 mọi người nhé. Đây là một trong những cái con hàng cũng còn khá là đẹp để gửi tới cho mọi người. Và mẫu này thì sẽ bao gồm những gì? Mẫu này thì bên em đang có mức giá khá là tốt để gửi tới cho mọi người. Giá chỉ có 7.400.000 đồng cho một con máy Simolo Stella bản 2018 nhé, 4000MHG. Thì tất nhiên rồi, bản 2018 này thì sẽ mặc định nó sẽ là của Japan sản xuất. Và bản này thì nó sẽ là bản nội địa Nhật mọi người nhé, bản GM hàng nội địa Nhật. Và tiếp theo nữa, trong mẫu này thì sẽ về được cho mọi người sẽ là full hết hộp sổ nhé, không thiếu một cái gì cả của dòng Simolo Stella. Size 4000M này cũng là một trong những cái size mà để cho mọi người chuyên để câu lua lóc và lua nheo, dịch vụ cực kỳ tốt. Mẫu này thì sẽ bao gồm cho mọi người sẽ là túi của Stella đi kèm này, sổ sách của Stella này, sổ sách của Stella và long đền, cũng như là cái giấy dán siêu nhé. Giấy săn dán siêu người ta cũng để khá là kỹ càng cho mọi người trong phần máy này. Đó, là đầy đủ hết phụ kiện, không thiếu một cái gì cả, y hệt như một con máy mới như nào thì phụ kiện máy cũ lại còn y hệt như vậy. Và tiếp theo nữa đó sẽ là về cái máy. Về máy thì bên em sẽ là 4000M, hàng của Nhật Bản, Made in Japan. Đấy, mẫu này thì nó sẽ là bản mạc chrome nhé, bản 2018 nó sẽ là bản mạc chrome nên là sẽ không thể tránh khỏi được những cái vết. Em sẽ chỉ luôn cho mọi người, nó sẽ là cái vết hơi ố đen một xíu nhé, hơi ố đen một xíu, nó không phải là những cái vết xước đâu. Đấy, nó sẽ hơi ố đen một xíu ở phần này một xíu này. Đấy, gọi là hơi ố màu một xíu ấy. Bản mạ chrome. Về tổng quan ngoại hình này, mọi người có thể xem này, rất đẹp, rất sáng luôn. Má bên này cũng vậy mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Hầu như má bên này không có một vết xước nào nhá, rất sáng. Mẫu này thì nó sẽ chỉ có một cái điểm xước ở phần rotor này, rõ ràng cho mọi người. Điểm gọi là hơi ra màu đen một xíu này. Vì mẫu này nó sẽ là mạ chrome bạc mọi người nhé, nên là sẽ không thể tránh khỏi được. Đấy, sẽ có một vết như thế này. Còn tổng quan mọi người có thể thấy là những cái đường led này rất đẹp luôn, cả kể những đường led như thế này rất đẹp, không có một vết xước này nhé, cả kể đến những phần gần con lăn này rất đẹp luôn. Và lăn cướp bên em đã đều check test hết cho mọi người rồi, mượt mà, êm ái, nhẹ nhàng, thì bên em mới lên video cho mọi người. Về phần tay quay này không có một điểm xước nào mọi người nhé, rất đẹp, rất sáng luôn. Phần đằng sau này cũng thế đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bản 2018 và cái mức giá thì siêu tốt, chỉ có 7.400.000 đồng cho một con máy Stella bản 2018 mọi người nhé. Nó sẽ chỉ có duy nhất hai điểm cần lưu ý, đó sẽ là hai điểm hơi ố màu nhẹ một xíu này. Đây là hai cái điểm chân máy hơi ố màu một xíu này thì không vấn đề gì mọi người nhé. Mọi người lắp vào bát cần nó sẽ che hết đi thôi. Sẽ quay kỹ càng chân máy cho mọi người này. Rất đẹp luôn. Chân máy còn khá là đẹp luôn này. Và cái điểm lưu ý thứ hai nó sẽ là điểm này mọi người nhé, cũng là điểm gọi là hơi xước nhẹ một xíu góc này, nó sẽ hơi ố màu ra màu đen một xíu thôi. Còn tổng quan đây là một con máy còn tương đối là đẹp. Và size này là nó sẽ là một trong những cái tầm size mà câu lua lóc, lua nheo và lua chẽm rất chi là phù hợp. Mọi người không cần phải vào quá là nhiều dây, mọi người chỉ cần đánh những cái tầm size dây từ 1.0 này, 1.5 này và 2. và 2.5, tầm khoảng 200m quay đầu là cực kỳ là phù hợp và hợp lý để gửi tới cho mọi người. Và cái mức giá thì siêu tốt rồi. Hoạt động thì bao êm mượt cho mọi người, rất êm luôn. Bên em thì sẽ chỉ chuyên về những dòng sản phẩm chất lượng cao thôi. Và cái mức giá thành tốt nhất có thể để gửi tới cho mọi người. Và đều ship code 100% mọi người nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Stella 4000MHG. Cực kỳ là mượt mà và êm ái. Gạt cước này. Và mẫu này bên em đang có mức giá gửi tới cho mọi người cũng như là một trong những cái mẫu máy cuối cùng của cái dòng những dòng máy đã qua sử dụng và hàng siêu lướt.
Mẫu này thì bên em đang có mức giá thanh lý cho mọi người, giá chỉ có 7.400.000 đồng cho con máy Shimano Stella 4000 MHG phiên bản 2018 mọi người nhé. Và nếu như mọi người ưng cái dòng sản phẩm này thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua cho bên em. Và tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó sẽ là về những cái dòng sản phẩm máy mới, máy new, máy đập hộp ở phần đằng sau đang có mức giá sale siêu tốt của bên em để gửi tới cho mọi người. Tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó sẽ là về những dòng sản phẩm máy mới, máy lưu, hàng đập hộp đang có mức giá sale cực kỳ tốt của bên em gửi tới cho mọi người. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó sẽ là dòng size máy, đó sẽ là Lassi 500, máy mới đập hộp 100% cho mọi người và đang có mức giá khá là tốt của bên em, chỉ có 1.800.000 đồng cho một con Lassi size 500 chuyên để cho mọi người, đó sẽ là câu UL mọi người nhé. Đây là một trong những cái tầm size siêu nhỏ của dòng Lassi. Và mẫu này thì sẽ là hàng đập hộp, và trong hàng đập hộp này thì sẽ bao gồm những gì cho mọi người, đó sẽ là túi đựng máy và sổ sách và long đèn đi theo máy mọi người nhé. Và tiếp theo đó sẽ là về thông số. Thông số của dòng Lassi này nó sẽ là ratio 5.0, tải cá thì sẽ là 3 kg, và trọng lượng của máy thì siêu nhẹ luôn, chỉ có 170g thôi, và chạy lên tới là 5 bạc đạn và thu dây là 69cm trên một vòng. Đây là một trong những cái con hàng mà chuyên để cho mọi người câu UL cũng như là câu những con cá nhỏ. Phiên bản hàng khá là cao cấp của Lassi, được trang bị cho mọi người đó sẽ là tay quay siết cốt nhé, và đổi tay quay trái phải bình thường. Dòng sản phẩm này vì bên em về được cho mọi người cũng số lượng có hạn thôi, cũng chỉ có một máy thôi mọi người nhé. Dòng Shimano Lassi, Lassi này thì sẽ là của Malaysia sản xuất nhé. Máy thì sẽ là máy mới, nên là ngoại hình của máy thì không có gì để bàn rồi, vì nó quá là đẹp mọi người ạ. Size siêu nhỏ luôn này, size 500. Cái đá của máy khá là hay luôn, chuyên để cho mọi người câu UL. Hoạt động của máy mới thì rất chi là mượt mà, êm ái. Tuy nhiên rồi, dòng 500 này thì form dáng của máy khá là nhỏ nhá mọi người nhá, chưa được bằng một nửa bàn tay đâu. Và mẫu này thì bên em đang có mức giá sale cho mọi người chỉ còn 1.800.000 đồng cho một cái size 500, một cái size nhỏ của dòng Lassi. Và tiếp theo nữa đó sẽ là một cái dòng sản phẩm máy mới cũng đang được sale cho mọi người, đó sẽ là Untega C3000XG. Trong cái tầm giá dưới 3 triệu đồng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp cho mọi người. Có đang có mức giá sale khá là tốt, chỉ có 2.300.000 đồng cho một con Untega C3000XG phiên bản 2021, máy mới đập hộp 100% cho mọi người. Và mẫu này thì sẽ bao gồm những gì? Dòng C thì nó sẽ là dòng body nhỏ gọn, thì lên làm form của máy nó sẽ chỉ bằng tầm size 2500 thôi, và chuyên cho mọi người câu luôn lóc nhé. Tua thì sẽ là tua XG, và sẽ giống như mọi những dòng sản phẩm máy mới sẽ bao gồm cho mọi người, đó sẽ là túi đựng máy và sổ sách và lồng đèn. Và mẫu này thì sẽ có thông số cho mọi người, trong cái tầm giá dưới 3 triệu đồng thì đây là một con máy kháng mặn cực kỳ tốt của nhà Shimano. Và mẫu này thì sẽ có thông số cho mọi người, đó sẽ là ratio 6.4, tải cá thì sẽ là 9 kg, một cái thông số tải cá khá là khỏe cho một cái tầm size 3000, và trọng lượng của máy thì cũng khá là nhẹ luôn, chỉ có 225g thôi, và chạy lên tới là 6 bắc đạn và thu dây là 94cm trên một vòng. Và cái bộ chỉ số thông số khá là tốt, cũng như là kèm theo cái form dáng của dòng Untega này thì cực kỳ đẹp luôn. Cũng đều được trang bị cho mọi người, đó sẽ là tay quay siết cốt nhé, và đều đủ tay quay trái phải bình thường. Dòng dưới 3 triệu đồng thì nó vẫn là hàng của Malaysia mọi người nhé. Được rắc của máy này. Mẫu này thì mọi người có thể vừa câu lua lóc, vừa lua nheo, cũng như là vừa câu biển đều được mọi người nhé. Kháng mặn của máy còn khá là tốt luôn. Hoạt động của Lassi. Rất êm mọi người nhé, Untega C3000XG. Và mẫu này bên em đang có mức giá chỉ có 2.300.000 đồng cho một con máy mới hoàn toàn. Và tiếp theo nữa giới thiệu cho mọi người một con hàng best seller ở bên em, đó sẽ là Exen BB 4000MHG, một cái mẫu máy đang hot nhất hiện tại bây giờ. Và dòng Exen này thì nếu như mọi người đã chơi máy câu lâu năm rồi thì sẽ không lạ cái dòng này. Đây là một trong những dòng kháng mặn cực kỳ tốt và dùng khá là ngon của nhà Shimano. Ở mẫu này nó sẽ có khá là nhiều phiên bản, có một phiên bản của Nhật và một phiên bản của Malaysia. Thì những cái phiên bản của Malaysia sản xuất và xuất thị trường Nhật thì cái tầm tiền nó sẽ mềm hơn cho mọi người, nó chỉ loanh quanh khoảng dưới 3 triệu đồng thôi. Và đây em đang có một cái mẫu máy cho mọi người, đó sẽ là Exen BB 4000MHG, máy mới đập hộp 100% và giá đang được chỉ có 2.900.000 đồng cho một con máy mới hoàn toàn nhé. Và em sẽ đi sâu vào cho mọi người xem là bên trong hộp sẽ bao gồm những gì. Bên trong hộp của dòng là Exen này thì sẽ chỉ bao gồm cho mọi người, nó sẽ là sổ sách và long đèn đi kèm thôi.
Và tiếp theo là về thông số, đây là một trong những cái mẫu máy mà đang khá là hot để câu lua lóc và lua nheo nhá. Mẫu này thì sẽ là ratio 5.8, tải cá thì sẽ làm trên 11 kg, tải cá khá là khỏe luôn. Và phiên bản này thì sẽ là phiên bản 2024, phiên bản đời mới nhất hiện tại bây giờ. Và mẫu này thì sẽ trọng lượng của máy thì sẽ là 265 g, chạy lên tới là 6 bậc đạm và thu dây là 95 cm trên một vòng. Và BE 1.5 thì sẽ vào được 200 m mọi người nhé. Và đây là một trong những cái form dáng như là tầm size là chuyên cho mọi người câu lua, đánh tầm khoảng hơn 200 m quay đầu là cực kỳ đẹp luôn. Vì hầu như mọi người câu lua thì không bao giờ câu hết được 100 m hay là hơn 100 m cả. Exen BB thì tầm 200 m quay đầu là một cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho mọi người. Và cái form dáng này thì mọi người đánh bạo lực này hay là cảo cá thì cực kỳ khỏe nhé. Tầm size 4.000, phiên bản 2024 cũng đều được trang bị cho mọi người. Đó sẽ là tay quay siết cốt nhé, và đều đổi tay quay trái phải bình thường. Và cối mờ thì nó sẽ là cối tầm trung, không lông, không sâu, nên là mọi người sử dụng những cái cuộn dây BE cao cấp đều được, cũng như là đánh với cái tầm khoảng 200 m quay đầu và đánh bạo lực đều ok nhé. Phiên bản 2024 cực kỳ đẹp luôn. Nó sẽ là màu đen pha bạc một xíu. Đây, cối hơi pha bạc này, và tay quay phần cuối này cũng hơi pha bạc một xíu nhá, nhìn khá là đẹp. Và nếu để mà nhìn từ xa thì nó sẽ khá là giống một con van quýt nhá, khá là giống một con van quýt. Và đặc biệt của cái phiên bản 2024 này đã được cải tiến khá là nhiều công nghệ, cũng như là được căn chỉnh khá là tốt của nhà Shimano, nên là hoạt động của máy rất là mượt mà luôn, và độ chính xác cực kỳ cao nhá. Độ chính xác cực kỳ cao luôn. Và trong cái tầm giá khá là mềm để gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 2.900.000 đồng cho một con máy mới đập hộp hoàn toàn nhé, của dòng Exen BB 4000 MHG. Và hiện tại bên mình đang còn size cho mọi người, đó sẽ là size 4000 và size C3000 MHG nhé. Và sản phẩm tiếp theo giới thiệu mọi người đó sẽ là dòng sản phẩm Shimano Vanfor 4000 MHG. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm đang có mức giá sale cực kỳ là hợp lý để gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 3.600.000 đồng cho một con máy mới hoàn toàn. Vanfor này là một trong những dòng Vanfor trọng lượng siêu nhẹ mọi người nhé, chỉ có 220 g cho cái tầm size 4000 của nhà Vanfor thôi. Và mẫu này thì sẽ bao gồm những gì cho mọi người? Sản phẩm máy mới của Vanfor thì sẽ bao gồm cho mọi người là sổ sách, long đền và những cái túi đựng máy riêng như thế này. Tiếp theo là về thông số của Vanfor. Vanfor này là một trong những cái dòng mà chuyên để cho mọi người thiên về đánh cảm giác và thiên về trọng lượng nhẹ. Thì nếu như mọi người câu lua liên tục ấy, thì mọi người nên sử dụng những cái dòng máy nhẹ như thế này, và vẫn được mang lại cho mọi người đó sẽ là cảo bạo lực này, đánh bạo lực đều ok này, và trọng lượng thì là nhẹ mọi người nhé. Nó sẽ là ratio 5.8, tải cá thì sẽ là trên 11 kg, và trọng lượng của máy chỉ có 220 g thôi. Thì đối với cái trọng lượng như thế này thì mọi người đánh lua cả ngày hay là quay liên tục ấy, thì mọi người cảm giác nó sẽ không thấy mỏi so với những con máy tầm khoảng hơn 300 g. Thì trọng lượng của mẫu này khá là nhẹ luôn, và chạy lên tới là 8 bậc đạm và thu dây là 95 cm trên một vòng. Và chạy lên tới là BE 1.5 thì sẽ vào được 200 m, cũng là trong cái phân khúc để cho mọi người câu lua, câu nheo cũng như là câu biển trong cái phân khúc tầm khoảng 200 m quay đầu. Và mẫu này thì đang được sale khá là tốt, chỉ có 3.600.000 đồng cho một con máy mới hoàn toàn nhé. Trước đây thì mọi người phải bỏ ra cái số tiền khoảng từ 4.500.000 đến 4.300.000 thì mọi người mới có thể sở hữu được mẫu này. Và hiện tại bây giờ đang có mức giá sale khá là tốt, chỉ có 3.600.000 đồng cho một con máy mới đập hộp hoàn toàn, size 4000 MHG, một trong những tầm size phù hợp nhất cho mọi người. Đều được trang bị cho mọi người đó sẽ là tay quay siết cốt và đổi tay quay trái phải bình thường. Và tất nhiên rồi, những cái dòng sản phẩm hàng cao cấp, cận cao cấp như thế này, nó đều trang bị cho mọi người đó sẽ là kháng mặn nhé, cực kỳ tốt luôn. Dòng Vanfor này thì nó sẽ là của Malaysia nhé, của Malaysia sản xuất, được lắp vào máy này rất là đanh luôn. Và cũng như là trọng lượng của máy khá là nhẹ, chỉ có 220 g thôi, nên là mọi người câu lua lóc cả ngày thì cảm giác nó sẽ không thấy mệt mỏi. Cũng như là về cái cảm nhận con mồi hay là cái action của con mồi ấy, nó sẽ cải thiện rõ rệt. Và sử dụng mẫu này thì những action của con mồi nó sẽ rõ rệt ở trên tay mọi người, nên là những phát đóng cá hay là những phát cá cắn thì mọi người sẽ cảm nhận được rõ rệt hơn. Đây là sẽ là một con hàng cao cấp và đang có mức giá sale với mình chỉ có 3.600.000 đồng thôi. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người một cái dòng sản phẩm hầu như là đều cháy hàng. Nó sẽ là Twin Bower 2024. Mẫu này là một trong những cái mẫu máy của nhà Shimano ở trong cái phân khúc tầm giá của Nhật Bản. Và mẫu này hầu như là ra tầm size nào thì đều hết hàng size đó mọi người nhé. Một cái mẫu máy cháy hàng luôn. Và bên mình cũng chỉ về cho mọi người nó sẽ là size 4000M thôi. Cũng là một trong những cái size thông dụng nhất để câu lua lóc.
bản bên mình về cho mọi người, nó sẽ là bản GDM nhé, bản GDM hàng nội địa một tem, hàng sách tay. Và mẫu này thì đang có mức giá khá là tốt của bên mình gửi tới cho mọi người, giá chỉ có 7.500.000 đồng cho một con Twin Power 2024 máy mới đập hộp hoàn toàn. Và máy mới của Twin Power 2024 thì sẽ đóng hộp cho mọi người, nó sẽ bao gồm là túi đựng máy này, túi đựng tay quay này, túi đựng tay quay riêng luôn. Và tiếp theo là sổ sách và lòng đèn đi kèm nhé. Và trong lòng đèn nó sẽ có một cái lẫy sơ cua dành riêng cho mọi người. Và về thông số của mẫu này, mẫu này thì sẽ có thông số gửi tới cho mọi người, size bên mình đang về cho mọi người sẽ là size 4000M nhé. Size 4000M này thì sẽ có thông số cho mọi người, đó sẽ là ratio 5.3 này, tải cá thì sẽ là trên 11kg. Và trọng lượng của máy thì sẽ chỉ có 260g thôi. Và BE số 1.2 vào được 250m, BE số 1.5 vào được 200m và BE số 2 vào được 150m. Một cái mẫu mà để mọi người có thể câu lô luôn nhau cực kỳ tốt. Và mẫu này thì sẽ chạy lên tới là 10 bạc đạn và thu dây là 87cm trong một vòng. Những cái vòng tua chậm như thế này thì sẽ phù hợp cho mọi người cả cá và đánh bạo lực. Và tiếp theo là về máy, máy thì sẽ là máy mới đập hộp 100% mọi người nhé, hàng mới lưu chưa qua sử dụng. Và phiên bản 2024 này thì sẽ nhìn khá là giống Stella 2022. Mẫu này nó chỉ sau đúng con Stella thôi, sản phẩm cao cấp của Nhật Bản. Những cái dòng phiên bản của Nhật Bản máy mới thì hầu như là đều phải tầm trên 7 triệu hoặc trên 6 triệu mọi người nhé. Nó sẽ là những phiên bản máy mới của Nhật Bản. Form dáng khá là đẹp và cảm giác khi mọi người sử dụng hay là quay những dòng này cảm giác khá là đầm tay luôn, quay cực kỳ là đầm tay so với Vanquist. Và đều được trang bị cho mọi người, đó sẽ là cái spool lên xuống khá là chậm, cái công nghệ mới nhất của công nghệ của nhà Shimano đã được trang bị trên con Stella và bây giờ đã được trang bị trên con Twin Power, công nghệ siết dây đều. Máy mới đập hộp 100%. Form dáng của 4000M rất đẹp luôn. Và giá thì của bên mình thì cũng là một trong những mức giá khá là mềm để gửi tới cho mọi người rồi. Giá chỉ có 7.500.000 đồng cho một con Twin Power 2024 4000M máy mới đập hộp cho mọi người nhé. Và đều ship code 100%, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Và tiếp theo nữa gửi tới cho mọi người đó sẽ là những cái dòng sản phẩm chuyên để câu biển. Chuyên để câu biển như thế này thì bên mình đang có sẵn cho mọi người, đó sẽ là Shimano Stradic SW 8000HG. Và phiên bản này thì sẽ là phiên bản 2020 và đang có mức giá sale khá là tốt, chỉ có 4.500.000 đồng cho một con máy mới hoàn toàn nhé. Và hiện tại đang có sẵn size cho mọi người, đó sẽ là size 8.000 và size 10.000, đều đồng giá là 4.500.000 đồng một máy. 8.000 cũng 4.500.000 và 10.000 cũng 4.500.000 mọi người nhé. Giữa size 8.000 và size 10.000 thì nó chỉ chênh nhau về cối thôi, cũng như là chênh nhau về tốc độ thu dây thôi, còn về form dáng thì nó sẽ bằng nhau nhé. Thì mình cũng sẽ đi qua một vòng về cái thông số của mẫu này. Cái Stradic 2020 thì nó sẽ bao gồm cho mọi người máy mới, túi đựng tay quay này, túi đựng máy này, túi bóng đựng máy mọi người nhé. Và sổ sách, lòng đèn và kèm theo một cho mọi người, đó sẽ là một cái bịt nô. Đấy, sản phẩm hàng đập hộp của Stradic nó sẽ chỉ bao gồm như vậy thôi. Và mẫu này thì sẽ có thông số cho mọi người, đó sẽ là ratio 5.6, tải cá sẽ là trên 13kg và trọng lượng của máy là 645g, chạy lên tới là 7 bạc đạn và thu dây là 107cm trên một vòng. Và BE số 4 thì sẽ vào được 300m mọi người nhé. Còn size 10.000 thì sẽ có thông số cho mọi người, size 10.000 thì sẽ có thông số là, thông số của size 10.000 thì sẽ là ratio 5.6, tải cá là 13kg, trọng lượng của máy là 660g, trên người size 8.000 chắc khoảng tầm khoảng 20g thôi, chạy lên tới là 7 bạc đạn và thu dây thì sẽ tốt hơn, 116cm trên một vòng. Và BE số 5 thì sẽ vào được 300m mọi người nhé. Và ở trong cái tầm tiền khoảng dưới 5 triệu đồng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ là phù hợp cho mọi người. Cho dưới tầm dưới 5 triệu đồng thì đây sẽ là một cái mẫu mà cao cấp nhất rồi. Đấy, trong cái phân khúc máy mới mọi người nhé. Máy mới thì không có gì để bàn quá là nhiều về Stradic rồi. Một trong những cái dòng mà chuyên cho mọi người có thể câu biển này, câu lua cắt tinh này, câu rích này, câu gành này và đánh lục xa bờ và câu cá tra. Stradic nó sẽ là của Malaysia mọi người nhé. Được rác này. Được rác của máy khá là đanh luôn mà giòn.
tay quay thì được trang bị là tay quay siết cốt, và đặc biệt cái phần tay quay này thì em cũng sẽ giải thích cho mọi người. Nhiều bác thì lấy sản phẩm máy mới về chưa quen sử dụng, mẫu này thì nó sẽ có cái trục cốt bạc bên trong này mọi người nhé. Thì ví dụ mọi người muốn tháo cái trục cốt bạc ra thì mọi người phải xoáy ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra như vậy. Thì mọi người phải cho cái đường trục cốt bạc, ví dụ cái đường trục cốt bạc mọi người mới vào đến tầm này thôi, thì khi mà mọi người lắp vào tay quay thì mọi người sẽ không lắp được nhé. Thì mọi người phải vặn theo chiều kim đồng hồ để cho cái đường cốt bạc này nó xuống tận đây, thì mọi người lắp tay quay thì mọi người mới lắp được tay quay vào. Còn nếu như cái đường cốt bạc nó vẫn dơ lên bằng này thì mọi người sẽ không lắp được một tay quay vào nhé. Đấy, thì cái đó sẽ là cái tình trạng chung của những bác mà chưa sử dụng quen những cái phần tay quay siết cốt. Em cũng sẽ giải thích luôn trên video cho mọi người. Serdic 20 máy mới có size 8.000 và size 10.000, đồng giá là 4.500.000 đồng cho một con máy mới, một cái mức giá khá là tốt của bên em gửi tới cho mọi người. Và nếu như mọi người ưng cái dòng sản phẩm nào thì mọi người có thể chụp hình ảnh màn hình, mọi người gửi qua số Zalo để bên em sẽ tư vấn và lên đơn cho mọi người. Và đều ship code chỉ khoảng từ 3 đến 5 hôm là mọi người đã có thể nhận được hàng rồi, và thanh toán ngay tại thời điểm nhận hàng với shipper mọi người nhé. Và mọi người đang xem video thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất để săn những cái món hàng phù hợp nhất với mình. Và hẹn mọi người vào video lần tiếp theo. Xin chào toàn thể mọi người.